afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi với nhân vật mỹ nhân, một cái bộ trang phục được bán ở trong shop kính. Đấy, bạn nào mà thích nhân vật mỹ nhân hoặc là mê mẩn với cái bộ trang phục này dù là không biết chơi thì có thể là tậu ngay cho mỹ nhân có một bộ trang phục, đúng không? Ít ra thì mỗi nhân vật thì cũng bèo lắm, thì mỗi con thì cũng phải có một cái skin hay là một cái phụ kiện cho nó tử tế chút, nhìn vô nó chết quất. Trời ơi, như trong list của em là cái gặp Hermit trời. Như trong list của em á, là mọi người biết sao không? Em là em gặp mỗi trộm đó. Trộm của em là không có một cái gì cho ra hồn luôn. Biết là trang phục hay phụ kiện của trộm thì bán rất là nhiều ở trong shop, nhưng mà kiểu mình không men đến kiểu mua nó thì cũng sao sao. Đâm ra là nguyên cái dàn nhân vật thì chắc là chỉ có mỗi nhân vật trộm trong cái nick của em là nó hơi bị thiệt thòi, bởi vì nó không có cái gì ra hồn hết trơn, mà biết chơi thì đúng mạnh luôn. Và các bạn thấy là nhân vật này nó rất là mạnh ở giữa và cuối game, bởi vì có một cái sự trị thương qua lại. Đấy, ai heal cho mỹ nhân hay là mỹ nhân heal cho ai thì người đó sẽ giúp cho mỹ nhân được rất là nhiều sọ. Đấy, mà gặp Hermit nữa, rồi ôi nhà nhà heal, người người heal. Là mỹ nhân tích 5 sọ là một cái điều rất là đơn giản khi mà gặp Hermit luôn. Cứ cấu máu lẻ như thế này là cái khả năng hít sọ của mỹ nhân rất là cao. Nên là mỹ nhân ở đầu game thì hơi thọt, hơi khoai. Nhưng mà tầm giữa game có người heal là khác hẳn. Ồ, thôi. Em buông tay ra là điều hạnh phúc đó. Có những cái mà mình không nên quá bấu víu vào, đúng không? Chẳng hạn như cái lượng máu như thế này nên đi kiếm người để trị thương này, chứ không thì lá nữa thọt máu thì chết dở. Và khi mà mình chơi, mình gặp Hermit thì mình phải biết canh cái lượng máu làm sao để có thể share cho đồng đội, để đồng đội có thể là tiếp tục cái khả năng sống sót của mình. Chẳng hạn như bạn Tiên Tri giờ có thể là 3 người share tiếp được máu đó, nhưng mà giờ chắc là thân ai nấy lo thôi, gục đi. Hermit sao có một cái bộ trang phục once rồi, cho nên là mọi người thấy đẹp dã man. Ôi, nhìn quý ông ngồi trên ghế bắt chéo giò rung đùi đấy. Rồi, để chạm. Cái máy này nó ngắt truyền rồi, tức ghê. Phải chi không ngắt là xe máu rồi, khéo Tiên Tri sống được miếng nữa. Rồi ôi, tui 3 sọ rồi này mọi người. Tới số rồi, đúng không? Giờ là qua giật cho 9 bộ đồ luôn. Nói chung thì kinh khủng. Nhưng không sao nha, giữ nguyên hiện trường, bé tới liền. Yeah. Rồi. Có cú, có chim, có cò gì thì búp lên đi rồi á. Ok, sống tiếp đó. Rồi ra trị thương tiếp nè. Ôi ôi, chơi Hermit mà gặp người điều khiển rối cái con đó nó mới gớm đó. Trời ơi, heal là tới sáng mai. Rồi, giữ nguyên hiện trường, ra cứu liền. Mọi người để ý nha, nếu mà gặp Hermit mà cái lượng máy của mình nó báo còn 2 máy á, là trung bình những cái máy nối kia là cũng gần xong hết rồi. Bởi cho nên Hermit nó khỏe ở đầu game cấu máu thôi. Đấy. Chứ giữa của 3 máy mà còn báo còn 2 máy là mấy cái máy kia cũng tầm 60-70 hết rồi. Kinh khủng. Mình không nghĩ nó đánh mình luôn á. Thật là thâm độc. À, ta xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa phủ. Trời ơi, 5 sọ mà không làm được gì luôn nè. Mình cứ nghĩ là bạn ấy sẽ đuổi Tiên Tri nhưng không. À, ta quá thâm độc, thâm như cái bờ môi của anh ấy vậy. Đúng rồi, mà môi con Hermit nó có hồng hào gì đâu, nên thui lùi. Thâm xì, thâm sụt, thâm xì. Trời ơi, hai đứa chỉ thương chậm sờ soạn vô nhau. Khổ quá.
khổ dữ, khổ dữ. Đấy, xíu nữa mà hương sư mà bị đánh là mình lại có sợ. Bartender bị đánh, mình lại có sợ. Thơm ngay. Cho nên là chả ngán với đứa nào, cứ đụng vô xác thịt của mỹ nhân đi. Nè nè, cái thằng kia nha, tính chơi cái trò jump scare từ trên cao đúng không? Rồi tôi ra đây, tôi chặn đầu nó trước. Mấy con này nó nách nó thâm lắm. Mọi người cẩn thận nha, này mọi người coi nè. Biết ngay mà, tôi nói có sai đâu. Nó đứng ở trên cao chỉ có thể là nó muốn bay đi xa thôi. Trời ơi, bà đâu phải là đại bàng tung cánh đâu mà bà muốn làm thì bà làm, đúng không? Cái nách của bà thâm lắm rồi. Hí. Ôi, âm nha, nha, thả tên. Ôi ơi, kinh khủng. Giờ sao? Giờ em muốn đuổi chị nữa không? Ô, oh, bỏ rồi kìa. Đấy, mọi người chơi là cái đảo cam là quan trọng đấy. Cứ cúi lúi húi vô sửa máy không nhìn là nó bắt, nó nắm cái đầu mình giật như chơi. Nói chứ thích cầm mấy râu dán xong xé toạc ra ghê. Quỷ dán dơ giấy bình thiểu. Mà tôi cũng không hiểu ở dưới lòng đất nó làm sao mà nó chui xuống dưới đó được. Xong rồi có thể là nó sẽ bò lên được mấy cái lỗ mà để thoát nước đấy. Trời ơi. Ở trên đây là ngày trước mình có đi học, mình ở phòng riêng, lúc nào mình cũng mua một cái miếng chắn. Có hôm quên đậy má. Tôi chắc cái này tôi cũng kể mọi người lâu rồi. Trời ơi, nghĩ sao? 4 giờ sáng nghe rẹt đó. Nghe rẹt rẹt tưởng cái gì? Mở đèn phòng lên dòm, trời không ngờ. Kinh khủng. Mà không sợ đúng không? Không sợ nè. Vừa lòng. Ô, oh. Tại sao không sợ ba sọ? Trả lời liền. Đừng có để mẹ nóng nha. Ô, oh. À, sợ. Xách ra ngoài rồi. Nhìn mắc cười nhờ. Sợ. Trời ơi, đâu có phải muốn xách đồng đội người ta xuống hầm là xách, đúng không? Phải hỏi ý kiến của bà nội đi rồi tính. Rồi, lại ba sọ nữa nè. Trời ơi. Ta nói ăn sọ mà giờ cái mặt nó tím tái nhợt nhạt giống như bị sốt vậy đó. Thật vô nghĩa. Rồi, máy pram rồi đó. Mình sẽ để dành miếng sọ này nha. Mọi người chơi những cái nhân vật mà nó thuộc cái dạng tích về số lượng ấy thì mọi người nên là để dành cuối game là mọi người dùng. Đó, hoặc là máy biết máy pram rồi thì nếu mà có flywheel hay là có bất kỳ những cái skill nào thì mọi người để dành nhá, đừng cứ dùng hết uổng. Lát nữa con mắt đỏ còn có cái mà cay. Chẳng hạn như là mấy bạn chủ tế đồ đó. Tích vòng thì 1 phút một vòng rất là lâu. Khi mà trời ơi mày qua đây coi tao giật mày banh xác luôn nè. Cứ phải hít sợ liền liền luôn. Rồi vô. Tôi share máu cho nè. Đó. Trời ơi, hương sư bước vô cổng giống như thánh nữ vậy đó. Ôi, quá hay luôn mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy là mình chơi game thì mình có thể nhìn xem là đồng đội mình đang như thế nào rồi có một cái gì đó ở lại để cover nhé. Mặc dù là mình đang dính điện nhưng mà mình cũng rất là sợ, không dám ra thật sợ. Xôi cái ngưng. Quỷ tới. Ôi trời, con leo rồi sao? Chơi mỹ nhân trời. Cái con đó là cái con mà chuyên gia thích stun đó. Càng stun nhiều thì nó càng lửa nhiều. Mà nó càng lửa nhiều nó baby burn đó. Now burn baby burn đó. Punchana đó. Trời ơi, playing with the fire của Blackpink đó. Look at me, look at you đó. Khiếp khủng. Giờ thì chưa thấy bảo cuối năm 4 cô dục dịch ra thêm album cũng rất là chờ. Bùng cháy lên đúng không? Nhiều khi là cái sản phẩm đó người ta làm xong hết rồi đó. Chỉ có chờ đến cái giai đoạn gọi là đến ngày mà thích hợp người ta tung ra thôi. Chứ
sản phẩm mà mọi người. Đôi khi thì đôi... cái gì trời. Thôi buông tay ra, có lẽ là điều rất khó đó. Ông, đừng mà. Nhảy đấy. Cái khủng. Trời ơi. Nhảy thì nhảy luôn chứ đừng có do dự làm khổ người khác. Trời ơi, ghê dã man luôn mọi người. Mấy con này là không dám giật sọ nó luôn ấy. Ngày hôm nọ đã chơi con hương sư, canh ván nó bị con lửa đập là đã quá ngu rồi. Hôm nay là rút kinh nghiệm. Thôi chắc giờ để dành ba sọ dịch luôn lần. Ôi, nó đâu rồi không biết. Khổ quá. Khổ dữ. Phải nhìn lên bầu trời nữa sao. Ôi, sao nhỉ. Ghê thật sự. Biến đi trời thiệt luôn ý. Ui dồi. Kinh nghĩ được. Rồi mấy con cay chay sao ở chơi. Trời ơi, cái này là nói thiệt luôn nha. Cay chay rồi sao ở chơi. Ủa nó đâu đó. Ủa. Đi tùm luôn trời. Ôi. Lát nữa ai đi cứu ghế em. Trời ơi, nhiều khi chơi mấy con này mà gặp con leo thì tội lỗi với đồng đội ghê á. Tế. Ôi kẹt. Trời ơi, vướng vô cái thùng cam. Mình xóa cái thùng nó đi được không? Đề nghị cái map này là búp 7749 cái ván dùm. Thủ tế ra búp vòng nhưng mà mình không có sợ quá, mình không có dám đi đợi chờ hết trơn á. Mà mấy con này mình cứ xì tu nó như mấy cái vòng mấy cái sọ như thế này thì có mà tới số luôn. À được cái game này thả hai con đi cút đơ ra nhìn cũng ổn phết. Yeah. Wow, ram gì vậy? Kinh khủng. Ủa nhưng mà sao tù nhân ngay đó mà không có đập ta? Đi đuổi tôi là sao vậy? Nó dịch rồi, tới số rồi. Dám đuổi bà nội. Chết mèo ú nu rồi. Nhẽ ra phải đi đuổi đi cốt đơ chứ toán đi đuổi cát tơ. Mà khổ cái là đi đuổi mấy cái đứa như mình ấy thì lại có một cái lợi thế, đó chính là có lửa rất là nhanh. Có lửa nhiều dữ luôn ấy. Tại vì cứ hở tí là xịt sọ, xịt đùng đùng. Phải chi mà búp điều phối chục cái súng đi. Cứu một người là được một viên pháo. Giảm độ choáng xíu đi cũng được. Đằng này không. À ta bắn súng xong là hết thời. Chưa tính là súng tường. Chưa tính là súng gì. Súng phấn khích. Ôi sao vậy trời. Tại sao gục liền trả lời liền. Nó dịch về rồi sao tôi cứu. Rồi tự sinh tự diệt nhá. Rồi. Để bà mô cứu hả. Ok, để mình núp đây mình cứu chủ tế tiếp. Khổ quá. Khổ dữ. Ok. Ôi ôi, hình như là cái skill này là 45 giây nó mới dịch rối về một lần đúng không? Tới số rồi. Đi luôn đừng mở cổng. Bây giờ mở cổng là chết với nó luôn ấy. Nhìn mấy con leo vậy thôi chứ mọi người ngày xưa hay chê nó. Mọi người ơi, mọi người phải cố gắng cai ba máy. Ồ. Em cũng không ngờ tại sao ngày xưa em lại nói nhiều câu ngây thơ trong sáng như thế. Ồ. Sỏ gì nó lâu. Rất. Đi thôi. Ơi, đuổi bà nội hả? Giật cho một cái là tím bộ đồ. Giờ ở giật. Chút mèo ú nu bay xa. Mù dắt mở được cổng rồi đó. Thôi ấm rồi. Nói chung là cũng ấm rồi.
Bởi vậy cho nên là mọi người thấy là chơi mỹ nhân cũng khá là ok. Trời ơi, chị mà rối mình kia một nồi. Khiếp khủng. Vô thôi, chị mua ước mở cổng rồi đó. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn là mọi người vào video sau. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nha.